Hey, tôi đến rồi nè. À, mới tới hả? Ừ. Làm gì đó? Đang gói quà thôi. Quà Valentine tặng nàng đúng không? Cái gì nữa? Valentine năm nay hả? Tôi tặng nàng toàn đồ độc đáo. Sô-cô-la ngoại nhập nè. Còn hoa, toàn là hoa đẹp và lạ. Cũng ngoại nhập luôn. Chắc chắn nàng sẽ bất ngờ. Tưởng cái gì lạ thì cũng là hoa và sô-cô-la truyền thống thôi. Vậy chứ năm nay ông tính tặng nó ngay cái gì? Rất là độc đáo, bảo đảm ấm cúng và vô cùng lãng mạn. Tôi sẽ chỗ tài nấu ăn, nấu cho ngàn. Wow, cái này được đó nha. Mà nấu món gì? Nấu có dễ không? Chỉ đi bớt. Tôi vô tình vô một trang web, cái món này rất là thích hợp cho Valentine. Để đi. Món này nè, rất là ngon. Món gì? Khán giả thân mến, chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Thay mặt cho ekip thực hiện chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, Diệu Thảo xin gửi đến quý vị khán giả những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho quý vị an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và quý vị khán giả thân mến, nhân dịp Tết đến xuân về thì chúng ta còn chào đón thêm một dịp lễ đặc biệt nữa, đó chính là ngày lễ tình nhân. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến tất cả quý vị một món ăn thay cho một món quà đặc biệt gửi đến cho những ai đang yêu nhau. Món ăn ngày hôm nay có tên gọi rất là phù hợp với lại ngày lễ tình nhân, đó là món lẩu uyên ương. Để thực hiện món lẩu uyên ương cho một khẩu phần 4 người ăn thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 300 g thịt bò, một miếng đậu hũ, 4 cái trứng gà, củ cải trắng, bắp, hành và khoai môn, các loại nấm và rau để ăn kèm với lẩu. Ngoài ra chúng ta còn cần chuẩn bị một ít tỏi băm, sa tế, ớt khô, táo tàu và củ cải trắng, các loại gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon. Giai đoạn đầu tiên là quý vị khán giả sẽ đặt lên bếp một cái nồi nước. Củ cải trắng chúng ta cắt khúc lớn ra. Và chúng ta sẽ cho vào nồi nước dùng để mà nấu nước dùng. Dạ. Quý vị khán giả sẽ sử dụng mà củ cải trắng và bắp Mỹ nè, chúng ta cho vào nồi nước dùng. Để chúng ta nấu thì bắp Mỹ và củ cải trắng khi mà nấu chúng ta sẽ có được cái nước rất là ngọt và trong nữa. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ dùng củ cải và bắp để nấu nước lẩu, để cho nước lẩu được trong và ngọt hơn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục nêm gia vị vào. Quý vị khán giả sẽ nêm vào khoảng 2 muỗng rưỡi cà phê hạt nêm Aji ngon. Và bây giờ khi mà chúng ta đã cho gia vị và cho củ cải trắng với lại bắp vào trong nồi rồi đó, thì chúng ta sang cái phần nước dùng này qua nồi lẩu. Tiếp tục cho 1 lít nước nữa vào để chúng ta chuẩn bị nấu nước dùng cay. Chúng ta sẽ cho táo tàu nè, thêm khoảng 2 trái hấp yểm khô. Và tùy theo cái khẩu vị của mỗi người thì chúng ta có thể cho thêm ớt sa tế vào. Quý vị khán giả sẽ nêm vào 2 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một cái củ khoai môn, cắt ra và chúng ta cho khoai môn vào. Sao mình lại phải sử dụng khoai môn này cô? Khác với lại nước dùng trong thì chúng ta sử dụng bắp, củ cải trắng để giúp cho nước dùng ngọt và trong. Còn đối với nước dùng cay á, thì ngoài táo tàu, ớt sa tế, ớt khô tạo nên cái màu đỏ cam rất là hấp dẫn cho nước lẩu, thì chúng ta sử dụng thêm khoai môn giúp cho nước lẩu có cái độ bùi và vị ngọt cho cái phần nước lẩu cay này. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta bên phần nước lẩu dùng cay đó thì chúng ta nên dùng khoai môn để nấu, bởi vì như vậy thì nước lẩu sẽ bùi và thơm hơn. Phần đậu hũ non này thì chúng ta sẽ cắt miếng nhỏ ra. Và muốn món lẩu này ngon và hấp dẫn hơn á thì chúng ta sẽ phải sử dụng nước chấm. Phần nước chấm cũng khá là đặc biệt. Đầu tiên là cô sẽ xắt nhỏ phần hành lá ra. Dạ. Chúng ta sử dụng khoảng 1 muỗng cà phê hành lá, nửa muỗng cà phê tỏi, 1 muỗng cà phê củ cải trắng, cho thêm ớt sa tế vào, tùy theo ý thích có thể cho nửa muỗng cà phê hoặc là 1 muỗng cũng được. Cho thêm nửa muỗng cà phê đường và 3 muỗng canh nước tương Phú Sĩ. Khuấy đều cái phần nước chấm này lên. Bây giờ thì cô sẽ múc cái nước dùng cay vào trong nồi lẩu nè, cho cái này qua. Bây giờ thì tùy theo ý thích, Kim Thảo có thể nhúng những cái nguyên liệu mà Kim Thảo thích vào. Ăn nấm kim châm thì cô sẽ cho mỗi loại nấm một ít vào. Dạ. Rồi bây giờ Kim Thảo sẽ nếm thử cái phần nước trong trước nha. Thơm dịu dịu cô à. Nhưng mà em thích ăn cay hơn, thành ra là em phải bắt
buộc là phải thử bên nước dùng cây nữa cơ. Vậy cô sẽ lấy một chén nước dùng cây nữa cho em. Dạ. Thích quá, ngày hôm nay Kim Thảo được thử hai lần luôn. Kim Thảo sẽ chấm với lại cái phần nước chấm này nha. Để xem nước chấm của cô Thảo làm có đặc biệt hơn những loại nước chấm khác hay không. Dùng này mới được. Làm sao đây, mặc dù là em rất là thích ăn cay nhưng mà đối với món lẩu này em ăn bên cái nước dùng ngọt đó thì cái vị của nó ngọt thanh, rất là ngon và rất là dễ ăn nè. Bên cạnh đó thì nước dùng cay cũng hấp dẫn không kém luôn. Nước dùng cay thì có cái vị thơm đặc trưng của sa tế, nước lẩu thì có vị thơm thơm bùi bùi rất là ngon. Chắc chắn là đây là một món lẩu rất là tiện dụng cho cả người ăn cay được và cả người không ăn cay luôn. Quý vị hãy thực hiện món lẩu uyên ương này thử nhé. Và đến đây thì Kim Thảo rất là tiếc khi phải nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Vì thời lượng dành cho chương trình cũng đã sắp hết rồi. Kim Thảo xin được nhắc lại ba cách thức để quý vị có thể kết nối với chương trình Món Ngon mỗi ngày. Đó chính là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam. Số điện thoại 0838237557. Và trang web chính thức của chương trình là www.mongonmoingay.com. Hoặc tìm từ khóa Món Ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây thì đầu bếp Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.